Dạ, Đỗ Thanh chào cả nhà mình ạ. Chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh chuyên review nhà đất chính chủ. Hôm nay Thanh quay và giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình cùng sở hữu với em một lô đất được chính chủ gửi tụi em quay bán. Và lô đất hôm nay Thanh quay thì nằm tại ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tổng chiều ngang cái mặt tiền lộ nhựa của mình ở đây được 17m, chiều sâu hai cạnh là 62-62, đầu đuôi vuông vức, với tổng diện tích của mình sẽ được là 1049,3m². Lô đất của mình có một cái ao đằng sau luôn nha quý cô chú anh chị của mình. Và ở đây chủ nhà của mình sẽ bao cho mình là 100m đất thổ cư. Đó thì nếu đường đi lối lại từ đây để quý cô chú anh chị di chuyển ra ngay mặt tiền lộ nhựa, đường DT759B, chợ Tân Thành, khu dân cư Sầm Uất, chỉ dao động vào bán kính là 750m. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh mình di chuyển lên sẽ là 135 km. Bình Dương, Đồng Xoài dao động từ 85 tới 70. Cả nhà cũng thấy được là khu dân cư, nhà cửa, cắp điện wifi ở đây là đông đúc cũng như là hiện hữu. Còn theo cái tuyến đường Thanh năng quay ở đây, mình di chuyển khoảng 300m nữa sẽ di chuyển tới nhà văn hóa của ấp Tân Định của mình. Và đường của mình ở đây là đường thông, đường rộng 6m, xe ô tô di chuyển thoải mái. Và tim đường của mình ở đây là 9m. Còn test thông tin quy hoạch thì đất của mình ở đây là full hồng thổ cư. Vị trí lô đất hôm nay Thanh quay sẽ là hướng chính Tây nha quý cô chú anh chị của mình. Dạ thì với toàn bộ diện tích như Thanh quay ở đây, chủ nhà mong muốn bán nếu như có 100m đất thổ cư sẽ là giá 350 triệu. Còn nếu như không có thổ cư, giá mà chủ nhà buông sổ sẽ là 320, còn bao sổ sẽ là 330. Tùy theo nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình muốn buông sổ, bao sổ hoặc có trăm thổ cư là tùy ở quý cô chú anh chị của mình ha. Và sổ sách hôm nay Thanh quay là bìa hồng cầm tay, pháp lý rõ ràng. Quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chính chủ và kiểm tra qua toàn bộ thông tin. Còn trong quá trình mua bán, cả nhà sẽ có địa chính vào đo đạc để kiểm tra lại danh giới mốc đảm bảo cho mình nha quý cô chú anh chị mình. Dạ đây, tính theo vị trí của tay Thanh chỉ ở đây, từ đây của mình chạy thẳng xuống cạnh này của mình là 62m. Và từ đây của mình chạy ngang theo cái mặt tiền đây sẽ được là 17m. Mặt tiền của mình ở đây sẽ là hướng Tây ha quý cô chú anh chị. Còn dân cư, nhà cửa ở đây thì tương đối là đông luôn. Tại vì từ đây để cả nhà di chuyển ra đường DT chỉ có 750m thôi. Cả nhà di chuyển chưa tới 2 phút đồng hồ nữa. Đó, kế bên lô đất của mình thì dân cư, nhà cửa là ở đông như thế này luôn này cả nhà. Đến đây, đồng thời đến giáp với nhà hàng xóm kế bên sẽ hết toàn bộ 17m mặt tiền mà Thanh quay ở đây. Mặt tiền của mình ở đây là cả nhà sẽ quan sát được thông, thoáng, rộng. Và bây giờ em sẽ di chuyển vào trong để cả nhà xem cái mặt bằng lô đất và ngắm đường sau có một cái ao luôn nha cả nhà. Dạ thì với một lô đất Thanh quay ở đây, quý cô chú anh chị thấy phù hợp thì liên hệ cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393717 hoặc 0362 176 779 để em được gặp gỡ và hợp tác với quý cô chú anh chị của mình. Trên lô đất của mình thì mình được sở hữu một vài cây như cây điều, cây tiêu. Đó, đặc trưng của mình ở đây là đất trống nha quý cô chú anh chị mình. Còn cái mặt bằng xung quanh khu vực của mình ở đây đó thì đất của mình là hơi lài nhẹ nha quý cô chú anh chị. Từ đây mình di chuyển xuống thì sẽ có cái ao ở phía dưới. Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển cho cả nhà mình cùng xem này. Đó, đây là cái mặt bằng chung của mình, còn giáp bên kia của mình là giáp với lô cao su của nhà hàng xóm kế bên. Dạ thì trong thời gian Thanh quay, cả nhà thấy nguồn đất của Thanh quay phù hợp thì liên hệ trực tiếp cho em. Ngoài ra cả nhà có thể nhấp thêm vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo những nguồn Thanh quay từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà. Mời quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi ha. Khi mà Thanh di chuyển tới 1/2 của cái lô đất mình thì cả nhà sẽ thấy được ở đây của mình có một vài cây như cây mai, cây mận, cây xoài. Đó, từ đây của mình nhìn thẳng lên là cái mặt bằng lô đất của mình như thế này luôn, cực kỳ là vuông vức đẹp. Với một lô đất mặt tiền lộ nhựa mà chỉ hơn 20 triệu trên 1 mét thôi thì rất đáng để quý cô chú anh chị mua đầu tư làm của tặng cho con cái. Và video hình ảnh Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế nha quý cô chú anh chị của mình. Còn bây giờ thì em mời cả nhà sẽ di chuyển xuống để mình xem cái ao cùng với em này. Ở đây chủ nhà của mình là có trồng mía nha. À, chỗ này thì do chủ nhà mình sẽ có trồng mía luôn. Đây, xuống đây là xuống cái phần ao của mình.
Tổng hết diện tích lô đất hôm nay Thanh quay sẽ được 1.049,2 m². Hình thức sử dụng thì như Thanh đã trình bày, nếu như cả nhà mình mua có 100 m đất thổ cư sẽ là giá 350 triệu và nếu như mình tự làm sổ sẽ là 320, còn chủ nhà bao sổ cho mình sẽ là 330 triệu không có thổ cư. Còn như 350 triệu là sẽ bao cho mình hết luôn nha quý cô chú anh chị mình. Còn đây là tới cái phần ao của mình, thì theo như Thanh quan sát thì ao của mình ở đây là giống như hai ba nhà mình cùng múc với nhau vậy đó. Thì diện tích đất của mình tới đâu thì mình sẽ sử dụng tới đó, vì ao này dài lắm, tới bên kia luôn. Nhưng mà đất của mình là từ đây này cả nhà, chạy tới bên kia của mình sẽ được 17 m. Và cái phía sau lô đất của mình là Thanh còn thấy có cả nhà cửa vườn trái cây luôn. Còn đây, đây là từ dưới đuôi để cả nhà có thể nhìn quan sát hết được tổng thể cái lô đất hôm nay Thanh quay. Cả nhà cùng đang quan tâm và theo dõi với em một lô đất nằm tại ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chiều ngang mặt tiền lộ nhựa đường thông sẽ là 17 m, chiều sâu hai cạnh là 62, có sẵn 100 m đất thổ cư, chủ nhà bao và tổng diện tích là 1.049 m², bán hết với cái giá sẽ là 320 triệu là buông sổ, còn 350 triệu là có thổ cư nha cả nhà. Đó, thì bây giờ em sẽ lên và cả nhà cùng xem lại một vài hình ảnh ở flycam để tổng thể được lô đất trước khi mà mình kết thúc video cùng với Thanh nha.